Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, tìm tập hợp số phức cho mặt phẳng OXY. Ví dụ 1, tìm tất cả các số phức Z sao cho nó thỏa mãn các điều kiện này. Câu A là chúng ta làm sao để cho tìm Z sao cho cái số phức này nó là số thực, có nghĩa là phần ảo của nó bằng 0, đúng không? Nếu như có dạng A cộng BY thì B phải bằng 0, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta biến đổi Z trừ 2 nhân với Z ngang cộng với Y sẽ bằng gì? Chúng ta sẽ biến đổi một tí sẽ bằng gì? Z nhân với Z ngang cộng với YZ trừ đi 2 Z ngang trừ đi 2 Y. Z nhân với Z ngang thì bằng mô đun của Z bình phương, đúng không? Cộng với YZ trừ đi 2 Z ngang trừ đi 2 Y. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái số phức này là Z1 đi, mà đặt Z bằng A cộng với BY, nó là số phức thì luôn có dạng này mà, đúng không? Thì chúng ta thay vào đây thì suy ra Z1 bằng gì? Mô đun của Z bình phương là A bình phương cộng với B bình phương cộng với Y nhân với Z, nghĩa là Y nhân với A cộng với BY trừ đi 2 nhân với Z ngang, tức là A trừ đi BY trừ đi 2Y bằng A bình phương cộng với B bình phương cộng với Y A chúng ta nhân vào cộng với B Y bình phương trừ đi, nhân vào luôn 2A cộng với 2B Y trừ đi 2Y. Nào, bây giờ chúng ta gom lại này. Phần thực là gì? A bình phương cộng với B bình phương. Chỗ này B Y bình phương, Y bình phương bằng âm 1, đúng không? Vậy chỗ này là trừ B, chỗ này là trừ 2A. Đây là phần thực. Còn phần ảo này, A này cộng 2B này trừ 2 này Y. Bây giờ chúng ta muốn cái số Z1 này, Z1 này là số thực, đúng không? Thì cái phần ảo của nó phải cho bằng gì? Bằng 0, đúng không? Và chúng ta lật lật. Vậy để Z trừ 2 nhân với Z ngang cộng 1 là cộng Y là số thực. Số thực thì cái phần ảo của nó bằng bằng 0, thì A cộng với 2B trừ 2 phải bằng 0. Và chúng ta thấy AB nó phải gì? Nó ràng buộc bởi cái phương trình này, mà phương trình này chính là phương trình đường thẳng. Bây giờ chúng ta có thể hình dung nó như thế này: A cộng với 2B trừ 2 bằng 0. Đây, thầy bé, đây, hình bé bé này để hình dung. Cho A bằng 0 thì B bằng 1. Đây chúng ta, đây là trục X, trục Y. A là nằm trên trục X, B là trục Y, đúng không? Đây, A là trục X, B là trục Y. Cho A bằng 0 thì B bằng 1. Cho B bằng 0 thì A bằng 2. Vậy đây chính là phương trình Y, A cộng với 2B trừ 2 bằng 0. Tất cả các điểm nằm trên đường thẳng này đều thỏa mãn cái điều kiện của phương trình này. Vậy có nghĩa là tập hợp tất cả các số phức là nằm trên cái đường thẳng A cộng với 2B trừ 2 bằng 0. Vậy tập Z là đường thẳng gì? Là đường thẳng A thỏa mãn đường thẳng ở đây là gì? Nó thỏa mãn A cộng với 2B trừ 2 bằng 0 thì phương trình đường thẳng của nó phải là gì? X cộng với 2Y trừ 2 bằng 0. Đấy. Bây giờ câu B. Nào, mô đun của Z bằng mô đun của Z ngang trừ đi 3 cộng với 4Y. Bây giờ chúng ta đặt luôn Z bằng A cộng với BY. Bây giờ chúng ta ký hiệu cái này là sao? Thì chúng ta thay vào thì sao nó sẽ tương đương với gì? Mô đun của
A cộng BI mô đun của Z thì là gì? A bình phương cộng với B bình phương tất cả căn bậc 2 lần này bằng mô đun của Z ngang là A trừ đi BI trừ đi 3 trừ đi 4i cộng với 4i. Nào, bằng cái gì? Mô đun của chúng ta gom lại A trừ 3 cộng với 4 trừ đi B y mô đun của này tương đương với gì? Căn bậc 2 của A bình phương cộng với B bình phương bằng cái này là căn bậc 2 của A trừ 3 bình phương cộng với 4 trừ B bình phương hai vế lên chúng ta sẽ có gì? A bình phương cộng B bình phương bằng cái này là A trừ 3 tất cả bình phương cộng 4 trừ B tất cả bình phương tương đương với A bình phương cộng B bình phương bằng khai triển bên phải ra là A bình phương trừ đi 6 A cộng với 9 cộng với B bình phương trừ đi 8B cộng với 16 tương đương với số cộng A bình phương với A bình phương B bình phương với B bình phương y đúng không? Tương đương với là 6A cộng với 8B trừ đi 25 bằng 0. Như vậy AD nó cũng thỏa mãn cái phương trình, cái đường thẳng này. Đường thẳng là 6x cộng với 8y trừ 25 bằng 0. Chúng ta kết luận vậy. Tập các số, tập tất cả cả các số phức z thỏa mãn cái quy định sau là đường thẳng. Phương trình là gì đây? 6x cộng với 8y trừ đi 25 thì bằng 0.